Tranh gỗ Minh Châu hôm nay xin trân trọng gửi tới quý vị và các bạn tấm tranh Vinh Quy Bái Tổ với kích thước là 2m17 x 1m07. Được chúng tôi làm hoàn toàn với chất liệu gỗ là hương đỏ của Nam Phi. Đã được chúng tôi sơn PU bóng mờ rất là đẹp. Và khung của chúng tôi là làm dày 6 phân. Khung dày 6 phân và ván thì chúng tôi làm dày 5 phân. Đã được chúng tôi sơn màu gỗ vụ hương đỏ Lam Phi, nhưng mà sơn cái màu vụ để cho nó bớt đỏ đi. Rất nhiều những cái tranh khác thì rất nhiều khách hàng nhìn cái màu đỏ nó không được ưa mắt cho lắm. Và chúng tôi cái này đã tẩy trắng cái màu đỏ đi và mình sơn cái màu cánh gián truyền thống của gỗ vụ. Đã được chúng tôi đục chạm kênh bong mòi móc. Đưa tay vào đây được. Mòi móc kênh bong đấy. Kênh bong rất là sâu ạ. Tất cả các chi tiết cây cối đều được móc kênh bong lên. Xin mời quý khách liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0975 940 966 hoặc về trực tiếp tại Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để đặt hàng và mua hàng. Xin trân trọng cảm ơn.